Và rồi, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách trả hàng ở trên Lazada nha. Thì mình sẽ trả chiếc đó là B45 nè. Và nếu như bạn nào mà muốn biết cái lý do mà mình trả hàng á, thì có thể xem lại video ở chiếc B45 này nha. Và rồi, đầu tiên muốn trả hàng á, thì cái sản phẩm các bạn phải còn trong thời gian trả hàng nha. Ví dụ như ở trên Lazada thì nó là 7 ngày nha. Còn ở trên Shopee á, đối với shop thường là 3 ngày. Và bây giờ mình sẽ vào cái mà chi tiết đơn hàng nè. Các bạn nhìn cái nút mà trả hàng và hoàn tiền nè. Mình bấm vào. Rồi đây các bạn bấm tiếp nha. Tôi muốn trả hàng nè. Rồi, ở đây thì các bạn sẽ nhập lý do nha. Ở đây thì sẽ có những lý do như là giao sai nè, giao thiếu nè, sản phẩm bị hỏng, hoặc là sản phẩm không giống hình, hoặc là sản phẩm có dấu hiệu là hàng giả, hàng nhái. Thì sản phẩm mình chọn ở đây đó là không giống mô tả nha. Rồi mình xác nhận nè. Mình sẽ chọn hình ảnh nha, tối đa là 6 hình. Các sản phẩm các bạn á, nó bị sai như thế nào thì các bạn hãy chụp hình để cho người ta nhìn hình có thể biết được nha. Ví dụ như ở đây mình sẽ up lên 6 tấm hình nè. Nói chung cái ứng dụng làm cũng khá là thông minh, không cho mình chọn một lúc nhiều tấm mà mình phải chọn từng tấm một, khá là khó chịu luôn. Ở đây thì mình sẽ chọn 3 tấm hình nha. Rồi tiếp đó thì mình sẽ ghi cụ thể lý do của mình. Ví dụ như sản phẩm của mình ở đây bị gì, đó là không giống mô tả, các cái thông tin á đều là ảo. Mình sẽ ghi nè. Đó, thì mình chỉ ghi lý do đơn giản thôi, đó là các thông số đều là ảo và không đúng với mô tả nha. Rồi, sau khi các bạn xong rồi, các bạn sẽ bấm vào nút đó là tiếp theo nè. Tiếp theo ở đây thì các bạn sẽ có hai lựa chọn nha. Một đó là nhân viên đến lấy hàng, thì mình khuyên thật rằng các bạn hãy nên chọn đó là nhân viên đến lấy hàng nha, cho nó nhanh. Còn nếu như các bạn mà ở gần bưu điện á, đó là VNBot, thì các bạn có thể chọn là gửi hàng. Thì mình sẽ chọn đó là nhân viên đến lấy nha. Thì nhân viên đến lấy nó sẽ có hiện địa chỉ và số điện thoại nha. Rồi mình sẽ bấm đó là tiếp theo nè. Và hình thức mà để hoàn tiền á, thì mình sẽ có hai cách, đó là hoàn tiền qua thẻ ngân hàng, hai đó là hoàn tiền qua mã giảm giá. Ví dụ như chiếc điện thoại này mình mua với giá là 2.899.000, thì các bạn chọn hoàn qua mã giảm giá thì nó sẽ cho mình một cái mã 2.899.000 luôn. Và khi các bạn mà mua cái sản phẩm khác á, thì các bạn hãy áp cái mã 2.899.000 này vào, thì mình chọn qua tài khoản ngân hàng nha. Ở đây thì nó sẽ bắt mình xác minh qua email hoặc là xác minh qua số điện thoại. Thì ở đây mình sẽ xác minh qua email nha. Đó, thì các bạn bấm vào cái nút mà gửi mã để cho nó có thể gửi mã về email nha. Và ở đây khi mình vào check email á, thì nó sẽ không nằm trong hộp thư chính nha. Nó sẽ nằm trong cái mục đó là quảng cáo nè. Mình bấm vào mục quảng cáo và mình kéo xuống nè. Đây, xác minh email nè. Đó là 397474. Mình sẽ nhập vào. Rồi, mình sẽ xác minh nè. Rồi tiếp đó thì mình sẽ nhập tài khoản ngân hàng nha. ACB. Tên nè, ví dụ tên của mình. Đó, và mình sẽ nhập tiếp đó là số tài khoản nè. Rồi. Tôi đồng ý và xác nhận. Mình sẽ bấm tiếp đó là gửi yêu cầu nha. Và rồi, đến bước này khi các bạn vào lại chi tiết đơn hàng thì các bạn sẽ thấy nó ghi là bắt đầu yêu cầu trả hàng nè. Thì đây, đối với chiếc điện thoại của mình đó là hàng quốc tế, có nghĩa là nó giao từ nước ngoài về á, cho nên nó sẽ không có cái bước mà shop sẽ xác nhận còn, và mình sẽ được trả trực tiếp luôn. Còn đối với những bạn mua hàng ở Việt Nam á, thì các bạn có thể phải thêm một cái bước nữa, đó là shop sẽ xác nhận cái mà các bạn trả hàng có đúng hay không. Còn nếu như shop mà không đồng ý á, thì lúc đó Lazada sẽ là người quyết định xem bạn có được trả hàng hay không nha. Cho nên khi các bạn mở hàng ra, các bạn nên có quay lại video cái quá trình mà các bạn mở hàng nha. Để có như kiện cáo gì á, thì mình sẽ có video đó để làm bằng chứng. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ đợi có người tới lấy hàng, mình sẽ làm cái bước tiếp theo nha. 1 hour later. Đó, chú lấy hàng của Lazada không chú? Mình có cần kiểm tra gì không? Điện thoại hay gì vậy? Dạ đúng rồi. Somewhere.
Dạ, không cần giấy biên nhận gì hết. Dạ dạ, ok. Và rồi, nói chung là rất là nhanh thôi. Thì có một cái chú ở bên Ahamu nha. Các bạn mà khi trả, các bạn nhớ nhìn ở trong cái thông tin trả hàng á. Từ từ, mệt quá. Nó có ghi á là đơn vị vận chuyển nào sẽ đến lấy cái kiện hàng của mình nha. Giống như trong đơn hàng của mình, đó là Ahamu. Rồi, và thì mình đã xong cái bước trả hàng rồi. Nói chung là bây giờ mình sẽ tới những cái bước tiếp theo nha. 2 ngày sau. Và rồi, hôm nay đã là ngày 15 tháng 7 nha. Mình cũng đã nhận được số tiền hoàn trả lại từ Lazada rồi. Và đây, cái hôm mà mình trả hàng đó, đó là vào ngày 11 nè. Đó, nó nhận thông tin nè, B45 Pro. Tiếp đó thì mình sẽ có một email nè. Đó, đó chính là Ahamu nha. Chính là cái chú mà gọi là tới lấy cái đơn hàng của mình đó. Tên tài xế nè, Trần Văn Tiến nè, số điện thoại nè, có luôn cả link checking nè. Tiếp đó là một cái email vào ngày 15 tháng 7 nha. Đó là thủ tục hoàn tiền cho đơn hàng nè, đã thành công rồi. Và đây chính là tin nhắn mà mình đã nhận được tiền hoàn trả nha. Đó, ACB nè, 2.899.000 nè, vào ngày 14 tháng 7 nha, 11:03 nè. Và như vậy là đơn hàng của mình đã hoàn trả xong rồi. Các bạn thấy có dễ hay không? Riêng mình thì mình thấy khá là dễ luôn. Vì mình cũng sẽ so sánh qua cái dịch vụ trả hàng của Lazada với là Shopee nha. Thì mình sẽ gọi là nghiêng hơn về bên Lazada. Đầu tiên á, là chính sách đổi trả. Ở bên Lazada là 7 ngày nha. Còn ở bên Shopee á, chỉ có 3 ngày thôi cho shop thường. Còn Lazada shop thường cũng sẽ là 7 ngày luôn. Rồi, tiếp đó nữa là về chính sách mà gọi là trả hàng. Đối với Shopee á, là các bạn phải tự đi trả hàng. Các bạn phải tự ra Viettel hay là giao hàng tiết kiệm, VNBot, các bạn phải tự trả hàng. Và cái phí ship, cái phí mà tiền trả hàng á là sẽ hai bên tự thỏa thuận. Đó là bên mua và bên bán, Shopee sẽ không có can dự đến cái phí ship này. Cái nữa, thông thường thì shop bán hàng sẽ không chịu cái phí này đâu. Đa phần là phải mình chịu thôi. Cho nên phí ship coi như là mình chịu đi. Còn ở bên Lazada sẽ có người tới tận nhà lấy mà mình sẽ không mất một đồng nào cả. Ngoài ra các bạn hơi chọn cách đó là ra bưu điện gửi nha, hai cách. Nhưng mà các bạn chọn cái cách mà người ta tới nhà lấy cho nó khỏe. Cần chi mình phải ra bưu điện đúng không? Quá là khỏe luôn. Tiếp đó nữa, có một cái mà Lazada hơn á, đó chính là cái hình thức mà các bạn sẽ nhận lại cái số tiền đó. Ở Lazada thì các bạn sẽ có hai cách nha. Một đó là nhận qua tài khoản ngân hàng. Hai á, đó là các bạn sẽ nhận một cái mã giảm giá. Ví dụ như mình là 2.899.000 thì các bạn sẽ nhận được một cái mã giảm giá giảm 2.899.000 luôn. Các bạn có thể dùng số tiền đó để đặt một con khác hoặc là mua con nào đó cũng được, mua một cái gì đó cũng được. Nhưng mà các bạn phải mua cái số tiền lớn hơn nha. Bởi vì các bạn mua 500.000 mà các bạn áp cái mã đó thì nó cũng chỉ trừ có 500.000 mà thôi. Còn số còn lại là coi như mất. Rồi, đối với Shopee thì các bạn chỉ có một cách duy nhất thôi. Đó chính là hoàn tiền về tài khoản ngân hàng. Thì nó phiền ở một chỗ đối với những bạn mà gọi là hơi nhỏ tuổi một tí á, thì các bạn đó không có tài khoản ngân hàng á thì coi như là thua luôn. Và rồi, đó chính là cách hoàn trả hàng ở trên Lazada nha. Và trong thời gian tới thì mình cũng, nếu như có cơ hội á, có món nào mà trả hàng á thì mình sẽ gọi là trả hàng, mình sẽ làm một video hướng dẫn trả hàng ở trên Shopee luôn. Và nếu như các bạn nào mà gọi là đã mua hàng online á thì các bạn nên xem video trả hàng này và đợi cái video trả hàng trên Shopee tiếp theo của mình nha. Rồi, và mình cũng xin kết thúc video của mình ở đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Bye.